Đến chiều ngày 14 tháng 3, cả nước đã tiêm gần 200,4 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của Bộ Y tế đó là F0 có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Tuy nhiên, vẫn cần phải hạn chế. Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 14 giờ ngày 14 tháng 3 cho biết, cả nước đã tiêm gần 20,4 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19. Trong đó, ngày 13 tháng 3, cả nước đã tiêm được 189.673 liều vaccine. Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, tính đến ngày 13 tháng 3 là 183.127.441 liều. Trong đó, mũi 1 là gần 71 triệu liều, mũi 2 gần 70 triệu liều, mũi bổ sung gần 15 triệu liều, mũi 3 28.458.438 liều.

mũi 2 là 8 triệu 304.541 liều. Đến nay, đã có 57 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 phòng COVID-19 trên 90%, còn 6 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 dưới 90%. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, đảm bảo tiến độ tiêm vaccine, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phải ra soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và tiêm liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám chữa bệnh. Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên, chủ động tiếp cận trước các nguồn vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, trước mắt là vaccine phòng COVID-19 của Pfizer theo đa số quốc gia trên thế giới. Hướng dẫn mới của Bộ Y tế, F0 được ra khỏi nơi cách ly nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của Bộ Y tế là F0 có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tuy nhiên vẫn cần phải hạn chế. Đồng thời, hướng dẫn này quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 như người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0 nơi cách ly phải giữ thông thoáng hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch như thú bông giấy bìa tại khu vực này rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên khử khuẩn các vận dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như bàn tay tay nắm cửa các thiết bị cầm tay bồn cầu bồn rửa hàng ngày và khi dây bẩn phân loại thu gom các chất thải lây nhiễm đúng quy định về chế độ ăn uống sinh hoạt phải uống nước thường xuyên không đợi đến khi khát mới uống nước tăng cường dinh dưỡng ăn đầy đủ chất trái cây uống nước hoa quả không bỏ bữa Người bệnh ăn uống đủ chất, tăng cường trái cây tươi, rau xanh, nên nghỉ ngơi, đối với người lớn nên vận động thể lực nhẹ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, suy nghĩ tích cực và duy trì tâm lý thoải mái. Hiện nay, số lượng F0 chăm sóc và điều trị tại nhà chiếm đa số các bệnh nhân mắc COVID-19 tại tất cả các địa phương. Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Trong đó, ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư vấn và thăm khám, kể cả trực tuyến. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo ca bệnh tại cộng đồng, hỗ trợ triển khai các thủ tục, chính sách đối với người nhiễm bệnh và mua thuốc điều trị COVID-19. Nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19, dự phòng cơ số thuốc kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, vật tư y tế cần thiết tại các trạm y tế phường, xã, trạm y tế lưu động, nhằm đáp ứng nhu cầu tự điều trị COVID-19 tại nhà của người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế và bệnh viện tuyến trên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn hỗ trợ người dân tự điều trị tại nhà. Theo hướng dẫn mới ban hành ngày 14 tháng 3 về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, Bộ Y tế yêu cầu F0 cần được tạo không gian cách ly riêng, thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm và luôn mở cửa sổ. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Tài liệu này thay thế quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 261 ngày 31 tháng 1 năm 2022 ban hành hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và số 528 ngày 3 tháng 3 năm 2022 ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Theo hướng dẫn mới vừa ban hành ngày 14 tháng 3, Tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà được bổ sung là người bệnh COVID-19 đang được các cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. Ngoài ra, hướng dẫn kèm quyết định số 604 bổ sung mục khai báo y tế với F0 điều trị tại nhà. Trong đó, F0 hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở quản lý F0 tại nhà theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân, thời điểm được xác định mắc COVID-19, đối tượng được quản lý tại nhà, thời điểm hết cách ly và điều trị tại nhà. Trạm y tế xã phường hoặc cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà sẽ thu nhập thông tin và lập danh sách những người mắc COVID-19 quản lý tại nhà theo mẫu quy định tại phụ lục số 1. Các vận dụng cần thiết đối với F0 điều trị tại nhà đó là nhiệt kế, máy đo SPO2 cá nhân, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy, phương tiện liên lạc như điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế quận huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh và bệnh viện. Các loại thuốc điều trị tại nhà mà gia đình cần chuẩn bị khi có F0. Thuốc hạ sốt, paracetamol cho người lớn, viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày. Paracetamol cho trẻ em tùy theo cân nặng và độ tuổi sẽ dùng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch hoặc viên uống hàm lượng 80 mg, 100 mg, 150 mg hoặc 250 mg, số lượng đủ dùng trong 3 đến 5 ngày. Cùng với đó, cần chuẩn bị dung dịch cân bằng điện giải Oresol, gói bù nước chất điện giải khác. Cần chuẩn bị thuốc giảm ho tùy theo triệu chứng, số lượng đủ dùng trong khoảng 5 đến 7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo thận trọng khi sử dụng thuốc. Dung dịch nhỏ mũi Nachi Clorua 0,9% đủ dùng từ 5 đến 7 ngày. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc đang được kê đơn, đang sử dụng cho người bệnh nếu cần, sử dụng trong 1 đến 2 tuần. Các hướng dẫn về theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 hầu như không thay đổi so với các văn bản được ban hành trước đó. Tuy nhiên, Bộ Y tế bổ sung thêm yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Theo đó, F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 sẽ thực hiện các biện pháp nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm như sau. F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly, khi vẩy ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0. Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ vật dụng khó làm sạch như thú bông, giấy bìa tại khu vực này. Rửa tay hoặc sắt khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn các vật dụng trên bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa hàng ngày và khi dây bẩn phân loại và thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định. Tình hình mắc COVID-19 tại một số địa phương Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Bình trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2022 đến 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022, Quảng Bình ghi nhận thêm 3.024 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.499 ca cộng đồng, có 2 ca tử vong. Tổng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Quảng Bình từ trước đến nay là 60.228 ca, trong đó 37.618 ca khỏi, 20.073 F0 điều trị tại nhà, 675 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 62 trường hợp tử vong. Sáng ngày 14 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2022 đến 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022, Nghệ An đã ghi nhận 3.770 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 940 ca cộng đồng, 2.830 ca đã được cách ly từ trước. Số địa phương có số ca mắc cao nhất trong 12 giờ qua là thành phố Vinh, Nghi Lộc, Thanh Chương, Hoàng Mai, Diễn Châu. Không có trường hợp tử vong do COVID-19.